Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Nhâm Tý Nữ Mạng năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, sao giải hạn, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng trong năm 2021 đối với tuổi Nhâm Tý Nữ Mạng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng. Vận số nửa cát nửa hung, cần chú trọng sức khỏe. Bước sang năm mới, nữ mệnh sinh năm 1972 đã 49 tuổi, tổng thể vận thế nửa cát nửa hung. Trong sự nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội, việc hợp tác làm ăn mang về nhiều lợi nhuận. Mặc dù bản mệnh phải hao tâm tốn sức không ít, nhưng thu hoạch cũng rất dồi dào. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng văn xương. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Nhâm Tý 1972 sinh vào năm này cùng Thái Tế cấu thành Tý Sửu lục hợp, tức là quan hợp thân, xuất hiện sát ấn tương sinh. Đây là một năm mà vận số người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về các tinh bạn được văn xương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Bước sang năm mới, nữ mệnh sinh năm 1972 đã 49 tuổi, tổng thể vận thế nửa cát nửa hung. Trong sự nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội, việc hợp tác làm ăn mang về nhiều lợi nhuận. Mặc dù bản mệnh phải hao tâm tốn sức không ít, nhưng thu hoạch cũng rất dồi dào. Tài vận của nữ Nhâm Tý sẽ phất cao, tuy nhiên tình cảm lại đi xuống, có thể phát sinh tranh cãi với chồng. Sức khỏe của bạn cũng cần chú ý hơn nhiều, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2021 có thể xuất hiện bệnh tật xấu, nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng về sau. Về phương diện tình cảm gặp thiên quan. Tuổi Tý năm 2021 có quan đến hợp thân, Thái Tuế là thất sát hay còn được gọi là thiên quan, tượng trưng cho sức cuốn hút người khác phái. Bởi vậy, tuổi Tý năm nay ắt sẽ gặp được người quan tâm mình. Nữ mệnh tuy nhân duyên không tồi, nhưng bản thân cần chủ động giao lưu gặp gỡ nhiều hơn. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có đường làm quan rất rộng mở, nhất là người trẻ tuổi thì cực kỳ mạnh mẽ, không ngại gian lao để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên chuyện tình cảm thì ngược lại, vì cường thế mà dễ tạo ra khoảng cách với chồng mình, thậm chí còn có thể bị người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Thậm chí, nếu nghiêm trọng còn có thể ly hôn. Bởi vậy, tuổi này cần chú ý phát hiện vấn đề xảy ra để sớm có biện pháp hàn gắn. Về phương diện sự nghiệp, gặp quan ấn, tuổi 1972 gặp năm 2021 Tân Sửu tạo ra sát ấn tương sinh, trong sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp tăng tiến, tuy nhiên sẽ chịu một số áp lực nhất định. Tuổi này cũng cấu thành quan ấn tương sinh với Thái Tuế, tuổi Tý lục hợp năm Sửu nên sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác hợp tác tốt, công việc vì thế mà chạy băng băng, dễ dàng hóa giải khó khăn, thuận buồm xuôi gió. Nữ mạng tuổi Nhâm Tý 1972 trong năm nay có nhiều cơ hội và cả thách thức. Bản mệnh thể hiện năng lực rất tốt, có thể đạt được thành công vang dội. Bản mệnh phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, đặc biệt là được người khác giới ưu ái. Bạn nên tranh thủ học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới. Tuổi 1972 cũng có cơ hội được thăng chức, chỉ cần giữ thái độ khiêm nhường và cầu tiến, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu. Về phương diện tài vận, gặp được sao Mạch Việt. Tử vi năm 2021 của người sinh năm 1972 thì không xuất hiện tài tinh, nhưng tuổi này cũng cùng Thái Tuế cấu thành sát ấn tương sinh nên trăm điều thuận lợi. Tuy áp lực nhiều nhưng tiền bạc cũng theo đó mà tăng. Tuy vận chính tài lương bổng thì không suy xuyển mấy, nhưng vận thiên tài lại cực kỳ may mắn. Bởi nhâm thủy và tân kim là ngũ hành tương sinh, kim nước lã thúc dục thiên tài, làm cho tuổi Tý ở năm 2021 sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng cũng phải chịu nhiều áp lực. Tài vận năm nay phải gọi là cuồn cuộn, khiến cho người ta hâm mộ. Vận chính tài có Mạch Việt và tuế hợp hỗ trợ, sự nghiệp như ý, chính tài vận như nước đẩy thuyền lên. Chỉ cần Nhâm Tý biết cách tiết kiệm dự trữ tiền nong thì sẽ không cần phải lo lắng nhiều nữa. Bản mệnh vừa giỏi kiếm tiền, vừa giỏi giữ tiền.
Vận thiên tài sẽ đến bất ngờ tuổi Nhâm Tý có thể dựa vào đó mà mua sắm thêm nhiều đồ yêu thích hoặc mua quà cho mọi người. Về phương diện sức khỏe. Khắc hợp. Tử vi tuổi Tý năm 2021 mặt sức khỏe không được tốt do có thái tuế cùng với Tý hợp nhưng mà là khắc hợp. Nữ mạng 1972 có thể bị mất sức do công việc quá bận rộn vất vả, tốt nhất nên kết hợp cả làm cả nghỉ ngơi. Trong 6 tháng cuối năm, sức khỏe sẽ sa sút nhiều hơn do vừa lo việc gia đình vừa lo việc công. Giấc ngủ kém chất lượng, sức đề kháng suy yếu sẽ khiến cho bệnh tật phát sinh. Bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi thư giãn thay vì lao đầu nhiều vào công việc. Xem sao hạn. Bình sao. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng vận trình nửa cát nửa hung. Xem sao hạn năm 2021 tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng là sao Thái Âm, gặp nhiều cạnh tranh. Năm gặp Thái Âm thì làm gì cũng thuận lợi, vừa ý. Có công danh và tiền bạc, hỷ sự vào tháng 9. Nhưng có điểm gây đau ốm bệnh tật, sinh đẻ có nguy hiểm cho nữ giới vào tháng 10. Người sinh năm Nhâm Tý là Tý mạng thủy, có tài làm ăn kinh doanh, nhưng hay thay đổi chủ ý. Gặp sao Thái Âm ngũ hành thủy sinh kiếp tài tinh, là ngôi sao đại diện cho vận cạnh tranh mạnh mẽ. Có thể thấy vận hạn năm 2021 tuổi Nhâm Tý nữ mạng dù thuận lợi nhưng thử thách không phải là nhỏ. Vận cạnh tranh xuất hiện nhiều, bản thân sẽ phải nỗ lực không ngừng để vượt qua các đối thủ trước mắt. Hướng xuất hành. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng xem hướng xuất hành tốt. Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021 tốt nhất tuổi Nhâm Tý, ngày mùng 1 Tết, vào ngày thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, vào ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Đông Nam Tây Bắc. Ngày mùng 5 Tết, vào ngày thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc Đông Nam. Sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý nữ, bản mệnh là mộc, nạp âm là tang đố mộc hỗ cây dâu. Tuổi Tý sinh vào năm này tuổi trẻ gặp nhiều gian khó. Tới trung niên, vận khí hanh thông. Về tuổi Sông Đất. Đầu năm chủ nhà tuổi Nhâm Tý nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm Kỷ Sửu, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Ất Thìn đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Tử vi từng tháng trong năm 2021 đối với tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng. Tháng 1 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021. Dự báo, cơ hội dù có nhưng phải tranh, thể hiện tài hoa sẽ có lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim chính ấn cùng vượng với thiên can tân kim thiên ấn. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với thái tuế sửu thổ. Vận sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở. Có thể dựa vào tài hoa của mình để thu hút sự chú ý của lãnh đạo, từ đó được đề bạt cất nhắc. Tháng này có lợi cho việc học hành, nâng cấp chuyên môn. Nhưng bạn sẽ chịu một sự trói buộc, ràng buộc nào đó, áp lực vô hình xuất hiện. Tiếp đó bản thân người tuổi Tý sẽ phải tích cực nắm bắt cơ hội về công việc. Không được lười biếng, bằng không vận thế sẽ không có gì đột phá. Tháng 2 âm lịch. Dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Dự báo, mọi việc không được trì trệ, thị phi không tha cho ai. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 tháng 2 âm lịch có thực thần là Mão Mộc không có quan hệ gì với thái tuế sửu thổ. Thiên can tháng đồng vượng thiên can năm, địa chi tháng tương hình với tuổi. Có thể thấy đây là một tháng tương đối khó khăn với bạn. Nhiều sóng gió mâu thuẫn trong công việc, phàm gặp chuyện gì cũng không thể ương bướng. Dù người này được quý nhân che chở nhưng vẫn phải thật lý trí, né tránh thị phi, tập trung vào công việc chuyên môn. Vận nhân duyên tốt, gia đình thuận hòa, tình cảm tươi đẹp. Người có nơi có chốn cần phải hao tâm tổn trí để gìn giữ đoạn tình cảm này. Tháng 3 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021. Dự báo, quan vận tốt tài vận xấu, đề phòng tiểu nhân mất tiền. Tử vi nữ mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 vào tháng 3 âm lịch có kiếp tài hành khiển. Có thể thấy tháng và năm tương phá tạo nên mối quan hệ không được điều hòa.
May mắn có quan hệ mạng chủ với tháng lại tương hợp thủy cục nên vẫn có hy vọng mới. Tháng này các hạng mục làm ăn, đầu tư bất động sản sẽ có lợi. Quan hệ với lãnh đạo hòa thuận, nhưng khó tránh khỏi vận số cạnh tranh mạnh cùng đồng nghiệp. Có điểm bị tranh công và mất cơ hội kinh doanh tốt. Bản thân không chiếm được ưu thế hoặc người đỡ đầu không mạnh bằng đối phương. Tháng 4 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến ngày 9 tháng 6 năm 2021. Dự báo, vất vả tiền tài, tình cảm lên hương tháng này quý thủy sinh tỷ kiên được thiên ấn của thái tuế tương sinh. Nguyệt lệnh lại tương hợp kim cục với thái tuế. Người tuổi Tý có nhiều quý nhân che chở bản thân chiếm ưu thế trong công việc. Đường thi cử thuận có lợi cho cầu công việc. Mặt hợp tác làm ăn tốt, tài vận có điểm khả quan. Nhưng sẽ không tránh khỏi vất vả, bôn ba. Nữ mạng gặp chuyện tốt về tình cảm. Biết chăm sóc thì đoạn tình cảm này sẽ có kết quả tốt. Tháng 5 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Dự báo, mưu sự nhiều trở ngại, cần bình tĩnh đối diện tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021. Nữ mạng tháng 5 âm lịch thiên can giáp mộc chịu tân kim khắc chế. Nguyệt lệnh ngọ hỏa phạm tương hại thái tuế lại thêm Tý mạng tương xung. Có thể thấy đây là một tháng nhiều khó khăn với bạn. Nhiều chuyện xảy ra không có lợi cho sự nghiệp, nhưng vận kinh doanh, thành tích doanh thu lại có lợi. Bởi trí tuệ thông minh, đa tài sẽ được phát huy triệt để giúp đem lại nhiều cơ hội làm ăn. Người này cần đề phòng một số quy tắc quy định, không được làm việc vi phạm pháp luật. Càng không được tham lam bằng không sẽ chịu nạn phá tài. Tháng 6 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021. Dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Nhâm Tý 1972 nữ mạng vào tháng 6 âm lịch có thực thần bị thiên ấn khắc chế. Nguyệt lệnh tương xung thái tuế, mạng chủ tương hại nguyệt lệnh. Có thể thấy bạn sẽ có một tháng 6 khó khăn trùng trùng. Công việc không thuận lợi, nhiều áp lực bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, nhiều quy định. Về quan hệ hợp tác dễ bị ngăn chặn, nên bản thân không nên quá cố chấp, cần phải bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy hành động. Nếu không, áp lực về công việc và quan hệ với đồng nghiệp sẽ càng thêm nặng nề. Điều này còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, dễ dẫn tới bệnh đau dạ dày. Tháng 7 âm lịch. Dương lịch từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Dự báo, sinh khí sinh tài, học cách tiêu tiền. Tuổi 1972 năm 2021 tháng 7 âm lịch có thiên can chính tài tương phùng thiên can tân kim thiên ấn đem tới điểm hòa hợp. Cùng nguyện lệnh thân kim là chính ấn không phát huy tác dụng với sửu thổ. Nhưng mạng Tý thủy lại bán tam hợp thân kim nên vận trình vẫn có thể coi là thuận lợi. Tháng này người tuổi Tý có lợi cho việc hợp tác làm ăn, quý nhân giúp đỡ, tốt cho đường thi cử học hành. Làm việc gì cũng thuận lợi và có chút tích lũy cho bản thân. Tháng này vì chuyện học tập hoặc là lấy bằng cấp mà bạn sẽ cần dùng đến một khoản tiền nho nhỏ. Tiền khi cần dùng thì nên bỏ ra, không nên tính toán quá kỹ lưỡng. Tháng 8 âm lịch. Dương lịch từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021. Dự báo, mặc dù có quý nhân che chở nhưng không được nóng nảy. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 8 âm lịch chủ thiên tài khắc ấn, nguyệt lệnh dậu sửu bán tam hợp. Nhưng nguyệt lệnh lại tương phá tuổi Tý thủy, có thể thấy đây là một tháng nửa hung nửa cát. Đường sự nghiệp chủ yếu bạn nên tập trung thúc đẩy kiến thức chuyên môn. Nâng cao năng lực bản thân thì hơn. Khi làm việc không nên quá tính toán, được mất thì sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở cải thiện vận sự nghiệp. Mặt tài chính sẽ xuất hiện chút sóng gió nhưng không quá lớn. Mặt tình cảm thì có thiên hỷ tinh đi vào cung mệnh. Quan hệ với trưởng bối và người khác giới khá tốt đẹp. Dễ được nâng đỡ và quan tâm. Tháng 9 âm lịch. Dương lịch từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Dự báo, kỵ cố chấp nên lễ nghĩa, vạn sự thuận theo tự nhiên. Tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 9 âm lịch gặp quan ấn tương sinh nhưng lại tương hình nguyệt lệnh. Vận sự nghiệp người tuổi Tý sẽ đối diện với chút sóng gió, nếu gặp mâu thuẫn thì không nên ương bướng, nếu không áp lực về công việc sẽ ngày càng nặng.
Tháng này người tuổi Tý nên tìm công việc mới có thể sẽ có lương cao hơn. Nhưng trong quá trình thay đổi sẽ gặp nhiều áp lực hoặc cường độ công việc mới cao hơn bình thường. Sức ép thì trong ngoài không phải là nhỏ, sức khỏe giảm sút người tuổi Tý phải tự mình điều chỉnh sớm. Năm 2021 là năm Tân Sửu tuổi Nhâm Tý 1972 vào năm này cùng Thái Tuế cấu thành Tý Sửu lục hợp tức là quan hợp thân, xuất hiện sát ấn tương sinh. Đây là một năm mà vận số người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Tháng 10 âm lịch. Dương lịch từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Dự báo tiểu nhân quấy rối. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 10 âm lịch gặp ấn quan tương sinh, nguyệt lệnh và thái tuế không chung chí hướng. Vận sự nghiệp của tuổi Tý sẽ đối diện với vận cạnh tranh lớn. Bản thân cần phải lý trí thông minh nhanh nhạy hơn. Ứng phó khéo léo trong khi làm việc sẽ giảm bớt tổn thương và những ảnh hưởng bất lợi. Tháng này người tuổi Tý có phần hiếu thắng, ham hố tranh công. Nhưng cách làm việc lại bị động và lười biếng, không chủ động trong công việc. Vận thế vì vậy bình thường, quan hệ cá nhân không tốt dễ gây hỏa tiêu nhân chọc gậy bánh xe. Tháng 11 âm lịch. Dương lịch từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Dự báo tự mình phấn đấu nhưng đừng quá gay gắt. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 11 âm lịch chủ về thiên ấn chính ấn đồng vượng. Nguyệt lệnh tương hợp thái tuế thuận lợi cho mạng chủ Tý thủy. Sự nghiệp tháng này của Tý rất tốt, có điểm lên chức. Người làm cơ quan luật pháp, những công việc cần hợp tác sẽ gặp thuận lợi. Mưu sự được quý nhân che chở. Tháng này làm gì người tuổi Tý cũng nên tích cực chủ động, không được ỷ trệ, lười biếng. Tháng này có lợi cho việc học hành thi cử tìm việc mới. Đồng thời vận tương hợp đem tới mặt tình cảm có nhiều thay đổi tích cực. Được nhiều người khác giới quan tâm chăm sóc, vận nhân duyên vì vậy khá hưng thịnh. Tháng 12 âm lịch. Dương lịch từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế cùng tương sinh Tý thủy, đem tới quý nhân mặt sự nghiệp. Bạn được lãnh đạo cất nhắc, nhiều việc bận rộn. Người này cũng sẽ chịu nhiều đốc thúc, ràng buộc và quản lý nghiêm khắc hơn. Vận thế tháng này tương đối thuận lợi, các mặt thu nhập có chiều gia tăng. Đối với nữ mạng thì vận nhân duyên tốt, nhiều người để ý tán tỉnh. Nữ mạng thì hơi bị động, nhân duyên tốt nhưng không buồn tìm hiểu, giao tiếp. Kết luận. Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021. Mong rằng quý độc giả sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình. Chúc các bạn có một năm mới Tân Sửu bình an hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.